Xin chào cô và tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Thị Đạt, mã số sinh viên của mình là CUV 019HP07. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cái bộ môn, đấy là môn nghiên cứu con người. Thì trong cái bộ phận mà chúng ta nghiên cứu về con người ấy, thì chúng ta chắc hẳn chúng ta cũng đã tìm hiểu về các vấn đề như là body này, là thân hình, cảm xúc của một người nào đó, các cái chế độ về cảm xúc, đúng không? Và sự khôn ngoan của con người đấy là sự mưu trí, đúng không? Đấy. Tiếp theo là ý chí này, tiếp theo là đạo đức và linh hồn. Thì chúng ta đã đi gộp tất cả những yếu tố này trong một cái video trước rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp từng cái video một để chúng ta nói về cái phần này, đúng không ạ? Đầu tiên là về thân hình, đúng không? Thân hình của chúng ta hay gọi là body của chúng ta, đúng không? Thì cái khái niệm về một thân hình ý, thì chúng ta biết rồi. Trong cuộc sống này ý, thì có rất là nhiều hình dạng, từ hình tròn, vuông và tam giác. Thì cũng trong cuộc sống này cũng sẽ có những người có rất là nhiều thân hình. Có người thì sẽ có một thân hình mập mạp, mũm mĩm, rất là dễ thương, đúng không? Còn có những người thì sẽ có một cơ thể gầy gò, hay là có những người thì có thể là 6 múi chẳng hạn, đúng không? Và cũng có những con người thì rất là cao, và có những người thì rất là thấp, đúng không ạ? Thì đấy là những cái cảm quan mà con người có. Thì để nói về một cái thân hình nào đấy thì chúng ta sẽ không có một cái quy chuẩn nào riêng, quy chuẩn chung nào của xã hội để đánh giá một cái body nào đấy. Chúng ta chỉ dựa trên cái cảm giác, cái cơ quan, đấy là ánh mắt nhìn đầu tiên của chúng ta về người đấy, để chúng ta đánh giá về người đấy, cơ thể của người đấy gầy hay béo hay như thế nào đấy, so với chiều cao, cân nặng của họ, để đối cân đối là được, chứ không nhất thiết là chúng ta phải quá gầy. Còn đối với bản thân tôi thì tôi là một người gầy, và tôi có một chiều cao đấy là 1m84 và nặng 64 kg. Thì có nhiều bạn nghĩ với cái thân hình này là khá cao, và cũng có nhiều bạn nghĩ thì cân này là vừa phải. Cũng có nhiều người thì bạn là cái cân nặng này là béo, cũng có nhiều người nghĩ là cân nặng này là gầy, đúng không? Thì đối với bản thân mình thì mình nghĩ mình là một cơ thể đang gầy, chạy. Thì để nói theo một cái quy chuẩn về một cái thân hình mà bản thân mình hướng đến ấy, thì trên một cái thân hình mà mình hướng đến là mình vẫn muốn mình là một người gầy. Chiều cao thì là từ một chiều cao thì nói như thế rồi thì cũng không thể hướng đến được, đúng không? Chúng ta biết rồi. Không hẳn là trong trong cái bộ môn đấy, cái quốc của một các nhà diễn viên nổi tiếng ấy, thì người ta thường bảo là một cái thân hình bề ngoài của một người diễn viên, một người diễn xuất, một người quốc, một người mẫu chuyên nghiệp, thì cái thân hình rất là quan trọng. Nhưng trong cái cuộc sống này ấy, không hẳn là một cái nghề nghiệp kết quốc nó có một cái thân hình quan trọng, mà tất cả mọi thứ, mọi yếu tố, mọi vấn đề, mọi liên quan đến xã hội này thì cái thân hình đều rất là quan trọng. Bởi vì khi cái thân hình nó toát lên một cái vẻ thần thái của một con người và đập vào ánh mắt của một người như nào đấy, thì cái thân hình nó đã thể hiện rõ ràng về cái cơ thể, về cái con người đấy là như thế nào rồi, đúng không? Thì nếu như mà bạn nghĩ, bạn bây giờ bạn nghĩ là cái thân hình của chúng ta không cần quan trọng, đúng không? Khi mà chúng ta đi ra ngoài cuộc sống ấy, chúng ta nghĩ cái thân hình của chúng ta không quan trọng thì chúng ta đã sai rồi, đúng không? Bởi vì cái thân hình nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Nó sẽ gây chúng ta, đầu tiên là cái ánh mắt, cảm nghĩ, cảm quan về người đấy, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có một thân hình đẹp thì nhiều người sẽ thích chúng ta bởi vì thân hình đẹp phía ngoài. Chả ai mà đi quen biết một người, chả ai đi quan tâm đến một người mà người ta lại nghĩ đến ngay đến cái vấn đề đấy là cái tâm hồn ở bên trong. Người ta tiếp xúc với chúng ta ở bên ngoài, người ta thích ánh mắt nhìn đầu tiên, đấy là cái vấn đề đấy là cái thân hình, cái body ở bên ngoài trước, đúng không? Không biết là đối với bạn thì cái thân hình của bạn mà cái tiêu chuẩn để bạn lựa chọn một người tương lai hay là lựa chọn một người nào đấy là như thế nào? Còn đối với mình, để cái quy chuẩn để bản mình có thể chấp nhận được với cái body ấy, là người đấy ít nhất là phải ví dụ là 1m70, thì cái thân hình của họ ấy thì chỉ tầm là 50 à, 58 55 đến 58 kg là vừa, đối với mình là như thế. Còn bởi vì trong cái cuộc sống này rất nhiều cái tiêu chuẩn mà không có một cái quy chuẩn, một cái tiêu chuẩn chung nào của xã hội về một cái thân hình và vóc dáng, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cách thích và mỗi người có một cái cảm quan riêng về cái một cái body nào đấy, đúng không? Tiện thể ở đây thì mình cũng chia sẻ lên một cái người mà mình cảm thấy như là mình tâm đắc nhất trong cuộc sống, mình khá là tâm đắc trong cuộc sống, bởi vì hiện cho đến hiện tại những người mà mình đã va vấp, những người mình đã gặp phải, trừ gia đình của mình thì mình những người trong gia đình thì chắc chắn là những người luôn luôn hoàn hảo đối với mắt chúng ta rồi, đúng không? Còn ở cuộc sống này thì rất khó để chúng ta tìm được một người phù hợp với những cái tiêu chuẩn, với những ý, yêu cầu mà chúng ta muốn muốn, đúng không? Thì trong số những người mà mình từng quen biết, mình đã từng tiếp xúc qua, thì mình cảm thấy có một người
mà mình khá là thích, có thể là tiếp xúc với người đấy nhiều. Đấy là một anh hơn tuổi mình, anh ấy sinh năm 2001, 2000, và anh ấy thì có một cái, đấy là anh Lê Quốc Khánh. Thì anh ấy có một cái thân hình rất là vừa, anh ấy cao 1m73 và anh ấy chỉ nặng tầm khoảng 56 kg. Thì theo như mình cảm thấy, với cái thân hình gầy như thế là mình đã rất là có cái cảm quan nhìn và rất là thích rồi. Còn vẻ bề ngoài thì anh ấy luôn trau chuốt cho cái vẻ bề ngoài khi tiếp xúc với một người khác, đối diện với một người lạ, một người không ở trong gia đình của anh ấy. Ví dụ là trong gia đình thì có bố mẹ anh chị em đúng không, thì khi mà anh ấy tiếp xúc với một người ngoài gia đình thân thuộc của anh ấy ra thì anh ấy luôn luôn chỉnh chu về đầu tóc, quần áo, giày dép và nụ cười ấy, luôn luôn chỉnh chu và luôn luôn quan tâm đến những điều đấy để tạo dựng nên một cái khuôn hình mẫu ở phía bên ngoài rất đẹp. Thì mình cảm thấy là lúc nào mình tiếp xúc với anh ấy cũng có một cái hình mẫu, một cái thân hình như thế. Mặc dù anh ấy không phải là một body 6 múi, không phải là một cơ thể khá là vừa vặn, mũm mĩm chẳng hạn, nhưng mà anh ấy có một cái, đấy là một cái thân hình gầy, vừa phải, không quá gầy và cũng không quá mập. Như thế là một cái thân hình theo mình là quy chuẩn rất là đúng rồi, rất là phù hợp. Đầu tóc thì luôn luôn gọn gàng, luôn luôn vuốt, đúng không? Miệng thì luôn luôn cười tươi, mắt thì không đeo kính chẳng hạn như thế. Xong rồi là giày dép thì luôn luôn đi một cách giày, luôn là chỉnh chu, bóng loáng và sạch sẽ. Quần áo thì luôn luôn mặc ngay ngắn, chỉnh tề. Đấy là những cái tiêu chuẩn mà mình nghĩ là cảm quan ban đầu nhìn của mình là đã rất thích rồi. Thực tế thì có rất là nhiều người như thế, nhưng mà mình cảm thấy là vừa đập vào mắt mình và luôn luôn thể hiện trước mặt mình là một người chỉnh tề ngay ngắn như thế, thì mình đã cảm thấy là người đấy là một người có cảm quan thích nghĩa là nhìn rồi đấy ạ. Thì đấy là cái phần mà về phần body, bản thân mình thì để nói về cái phần này là bản thân mình về phần body nhưng mà thì mình không bao giờ vuốt tóc, tại vì mình không thích. Bởi vì khi mà chúng ta vuốt tóc lên, chúng ta đã đấy là theo bản thân mình không thích thôi. Bởi vì khi vuốt tóc lên thì nó sẽ làm mất đi cái gốc ban đầu đấy, đúng không? Vuốt tóc này đúng không, trán mình sẽ rất là dài, rất là cao, thì khi vuốt tóc lên thì nó sẽ thể hiện được cái khuôn mặt của mình quá dài ra, đúng không? Còn giày dép thì trên thực tế thì mình chỉ thích đi dép thôi, bởi vì nó rất là thoải mái, chúng ta có thể tăng động trong cái nhiều môi trường, đúng không? Còn đi giày thì nó thực chất đi giày nó rất là tiện lợi của chúng ta, đấy là chúng ta có thể đi tất cả mọi loại địa hình, chúng ta không phải lo sợ vì nó tuột ra chẳng hạn này, hay là nó bất cập trong các cái vấn đề thời tiết như thế nào. Thì khi đấy chúng ta sẽ rất là bảo vệ cái bản chân của chúng ta rất là nhiều hơn. Còn quần áo thì mình không hẳn là mình sẽ luôn luôn trong một môi trường nào đấy mình luôn luôn phải mặc ăn mặc đúng cái môi trường mà hôm đấy mình cảm thấy thời tiết hôm đấy như thế nào này, hôm đấy có cái sự kiện gì hay không, hôm đấy có những vấn đề gì không, thì mình sẽ ăn mặc một cách là chỉnh tề, rất là ngay ngắn. Nhưng mà còn nếu những ngày bình thường thì mình nghĩ là chỉ cần mình ăn mặc một cách nó gọn gàng, sạch sẽ và không còn lố lăng. Ví dụ chúng ta không mặc ăn mặc áo ba lỗ đi học này, chúng ta không mặc quần áo ngủ đi học là nó đã quá ngay ngắn và chỉnh tề cho chúng ta rồi, đúng không ạ? Thì đấy là cái cách mà mình thể hiện bản thân mình trong cái đối phương với người khác. Và mình luôn luôn tạo dựng một cái vẻ bên ngoài đấy là một người luôn luôn không quá lố và cũng không thể hiện một con người đấy là thể hiện một cái vẻ bên ngoài đấy là chúng ta luôn luôn ăn mặc bẩn bẩn chẳng hạn, lố lăng, mình sẽ không làm như thế. Đấy, đấy là toàn bộ những cái vấn đề về bản thân mình và một người mà mình tâm đắc trong cuộc sống để nói lên ý kiến của bản thân mình. Và chắc chắn người đấy cũng sẽ có rất là nhiều, vì anh ấy có một cái điểm đặc điểm đấy là lúc mà anh ấy nói chuyện thì anh ấy sẽ thường ra rất là nhiều mồ hôi ở cái khuôn miệng này và khuôn mặt. Thì anh thường thường quên lau đi cái mồ hôi đấy, sẽ tạo nên cho cái khuôn mặt của anh ấy luôn luôn là có một cái nhếch nhác. Thì đấy là cái điểm mà anh ấy nên khắc phục về vẻ bề ngoài để luôn luôn có thể chỉnh tề trong cuộc sống này hơn. Đấy, xin chào. Đấy là những điều mà mình muốn góp ý đến với các bạn trong cái video này. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn.